Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái hệ thống tưới bằng cái ống phun mưa nha các bạn. Cái ống phun mưa của cái bơm nước của mình xài bằng cái ống phun mưa 27 này nha. Cái bơm của mình là cái bơm 1000W chạy với 4 tấm pin nha các bạn. 4 tấm pin mình đang để trên cái nóc nhà của mình đây này. À, bên đây 2 tấm và bên kia 2 tấm nha các bạn. Lâu lâu cũng chia sẻ cái vườn của mình cho các bạn xem. Bên đây ha. Mình đang tưới cái bằng mới vừa thử nghiệm lắp cái ống này coi nó được không. Thì mình mới mua về thấy cuồng này là cuồng 100m. Thì đây đi tới cuối cái vườn cuối bên kia. À, cuối mé mé bên đây này. Đó, xong rồi mình quay trở lại qua bên đây. Qua bên đây thì nó hơi yếu. À, quay trở về bên đây. Đoạn đường này khoảng tầm ra ngoài kia quay trở về đây là tổng cộng là khoảng 70m nha mà. Thì tổng cộng được có khoảng 70m thôi. Thì nước nó ra tới điểm cuối là như vậy này. Thì mỗi một bên nó ra là khoảng tầm 1 mét ha, mỗi một bên nó ra khoảng tầm 1 mét. Thì ở đây ra 2 mét, còn bên đây nó sẽ ra nhiều hơn nha bạn. Đây nè, các bạn mang xem nha, nó ra tới cái gốc cây điều đó. Nước này ha, nước này nó đọng ở trên cái lá này ha. À, nước như thế này, nước này nó ướt tới đây nha mà. À, đất này rất ướt, khô đen này, ô đất đen thù lùi này, nó ướt nó đen này. À, còn bên này nè khô trắng này. À, khác nha ha. À, có nghĩa là từ cái ống á tới cái cây điều này là khoảng tầm 3 mét nha bạn. Là do cái đầu nguồn nó mạnh hơn rồi nó bắn với cái độ cao như vậy đó. Mình đi cái đường ống này là đường ống chính này là đường ống 42 nha các bạn. Đây. Đường ống này đường ống 42. Thì hôm trước mình tưới bằng cái dầu phun mưa. Phun mưa BB909. Hôm nay mình đi lắp cho cái anh Trí Tài trong kia, thấy anh tưới kiểu này mình thấy mình thích quá. Giờ mình mua con cuồng. Mua con cuồng để mình thử. Cuồng này mình mua ở ngoài tiệm rồi nó bán cho mình một cuồng 100m giá tiền là 220. Tưới cái dạng này mình thấy nó rất là đều. Nó ngon hơn là cái dạng cái bét nữa. Cảm thấy thích. Mua cho mình tưới luôn. Đó. Mình mới bật con xíu mà bây giờ con coi nè, đồng dũng hết trơn này không. Do cái đất của mình có tưới không, nên là nó cái bơm này nó khá mạnh các bạn. Bơm này là bơm 1000W, để độ cao là 84m, lưu lượng nước là có 5 khối nước trên 1 giờ nha các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? À, nước nó ra đó. Mình đi một cái đường vòng luôn, vòng qua luôn. Thấy không? Giờ thấy cái dạng tưới cỏ này rất ngon, thấy cái dùng cái ống nước này tưới cũng khá là đều. Mà nó cũng mình thi công nó cũng dễ, nó cũng nhanh nữa. Ống này chắc theo như cái anh kia nói là xài một năm hơn năm đó. Nó vẫn còn xài tốt á. Nên là bạn nào muốn tưới thì có thể đầu tư theo kiểu như này. Do bơm mình đang chạy cùng với cái máy giặt luôn, mình có 4 tấm pin nè. Nên mình thử ra để cho các bạn xem cái bơm của mình chạy với điện áp đang chạy là bao nhiêu nha. Mình đang thử tùm 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 la này.
thử cái mua còn nhỏ nhỏ giọt này nè, giọt giọt ngàn mét nè, mà mình chưa chưa thử. Mình nghĩ cái máy này nó không biết đẩy được bao nhiêu mét ống nhỏ giọt, mình mới thử cái ống kia trước. À đây là vườn rau nè, vườn rau của mình tưới bằng hệ bét BB99 á. Đất mình tưới nhẹp nè, ngày nay mình đâu mình làm cái kia nên mình chịu cái đó. Nay vì vô mình mới cho các bạn xem cái bơm nước mình đang chạy, nên là cái điện áp nó đang chạy là bao nhiêu. Đây đây mà điện áp nó đang chạy là 47 47 V. Tủ lạnh mình cũng đang chạy, máy giặt cũng đang chạy luôn. Máy giặt cũng đang chạy nè. Thấy không các bạn? Ở trong nhà im coi. À, thấy không? Tủ lạnh mình vẫn đang giặt bình thường nha. Có 4 tấm pin thôi đó. Đây. Tủ lạnh vẫn đang chạy bình thường nha các bạn. Thấy không? Đá nè, đồng thành đá đồng hoàng nha, cứng ngắc lấy ra không nổi luôn á. Không phải là tủ lạnh mình để bật để quảng cáo không đâu, thành đá đàng hoàng đấy. Mở tivi luôn hả? Đâu mở tivi cho các cô chú xem con coi. Mở tivi luôn, mở tivi luôn, ghê chưa? Thấy không? Có 4 tấm pin thôi các bạn, thấy không? Có dự trữ thêm cái ắc quy, có 4 cái ắc quy nhỏ xíu thôi mình xài thấy thấy sợ chưa? 4 cái ắc quy có chốc nè. À 4 ắc quy 30 mb thôi. Thấy không? Đó, điện áp đang là 47.6 47.5 V. Nước vẫn đang tưới, máy giặt đang chạy, thấy không? Nhưng mà khuyên các bạn nên xài cái dạng bơm mà cỡ tầm ngàn này, đừng xài cái loại này, cái này dở. Xài cái CB khoảng tầm 10 CB khoảng 40 A nó ổn hơn, tiếp điểm mới tốt hơn. Còn cái cầu dẫn của mình xài cái bơm á, dòng cao quá nên là thử nó rất là nóng. Mình đi lắp cho bà con đồ này kia là mình họ dùng là dùng cái CB không à, cho nó CB dòng cao chút, khoảng tầm 40 trở lên, 40 trở lên nóng tốt hơn. Cái bơm này mình xài nay 1 năm rồi nha các bạn, mình lên e-shop này được 1 năm và mình đã xài cái bơm này được gần 1 năm chứ, gần 1 năm chứ chưa được 1 năm. Đó. Đó. Các bạn sợ cái bơm mà nó độ bền nó bao nhiêu thì các bạn lật lại cái ngày mà đăng đầu tiên mà đập hộp cái máy bơm 1000W với 6 tấm pin 250 á, đó là cái bơm này các bạn, bơm này đó. Từ đó tới giờ thì chắc bạn coi chắc khoảng tầm cũng gần năm rồi. Bơm này được đẩy cao tới 84 m. Mình xài tới nay đấy. Thì bơm điều khiển nên mình chạy trực tiếp từ tấm pin, không cần thiết qua ắc quy. Do ở nhà mình là mình xài cái dạng mà có xài những điện sinh hoạt trong gia đình, nên thành thử ra là mình phải có ắc quy. À, còn nên là các bạn mà tưới rẫy đồ này kia là chỉ cần một một cái bơm với lại pin năng lượng mặt trời là đủ đủ cho nó chạy nha. Đó, bạn chọn pin năng lượng thì coi chọn khoảng tầm cao khoảng 1,2 1,5 lần công suất bơm thì nó mới chạy được nha. Còn như muốn mình tư vấn thì mình sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các bạn, cứ gọi cho mình nha. Mình sẽ tư vấn cho các bạn xài như thế nào là nó tốt nhất, nó hiệu đạt hiệu suất tốt nhất ha.
Còn các bạn mà muốn lắp đặt, muốn mình lắp đặt luôn thì vẫn được ha, cứ liên việc liên hệ của mình nha. Còn còn cái nữa là các bạn mua pin á, mua bơm á, các bạn mua bơm á, mà bơm mà đậy giếng sâu á, rồi bạn không có quan tâm đến là cái mực nước giếng của mình nha. Để mà mua cái bơm mà nó nhầm cái giếng mà nó sâu quá, cái bơm mình nó đẩy không không lên nổi thì nó cũng bất cập cho mình cái tiền bạc, rồi ảnh hưởng đến uy tín của người bán bơm nữa. Nên tốt nhất các bạn cứ việc liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn cho các bạn chọn một cái bơm nào thích hợp nhất ha. À, cung cấp đầy đủ các thông tin là mình sẽ tư vấn cho các bạn mua cái bơm nó tốt thôi, nó phù hợp với cái giếng của mình này. Thôi cái video mình quay đến đây xin kết thúc nha. Bạn nào mà muốn tham khảo thì hãy đến thôn 5 thị trấn Esup, thì tham khảo cái bơm của mình thì đến thôn 5 thị trấn Esup nha. Rồi cứ việc liên hệ với số điện thoại của mình nha, mình để số điện thoại bên dưới và cái trên màn hình đấy. Rồi. Rồi. Đừng quên bấm, thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh Solo Bơm Hành nha. Xin chào các bạn. Tạm biệt các bạn.